Tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có buổi tiếp Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Migombo Ankhobonder đang ở thăm chính thức Việt Nam, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Thông báo với Chủ tịch nước Trần Đại Quang về kết quả cuộc hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ cho biết, cùng với nhất trí thúc đẩy hợp tác chính trị, kinh tế, thương mại, tăng cường giao lưu nhân dân, hai bên cũng muốn thống nhất tổ chức những ngày văn hóa Việt Nam tại Mông Cổ và những ngày văn hóa Mông Cổ tại Việt Nam nhằm chào mừng kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào năm 2019. Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ khẳng định, Mông Cổ mong muốn tăng cường mở rộng quan hệ hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực. Đánh giá cao định hướng phát triển quan hệ Việt Nam-Mông Cổ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, hợp tác giữa các địa phương, giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi cho trao đổi thương mại, du lịch, tăng cường hợp tác đầu tư, liên doanh. Chủ tịch nước đề nghị Mông Cổ ủng hộ Việt Nam ứng cử Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, khẳng định Việt Nam sẵn sàng chia sẻ với Mông Cổ những kinh nghiệm về hội nhập, sẵn sàng làm cầu nối tăng cường quan hệ hợp tác giữa Mông Cổ và ASEAN. Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ nhấn mạnh, Mông Cổ ủng hộ Việt Nam trở thành Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, mong muốn Việt Nam ủng hộ Mông Cổ mở rộng quan hệ với ASEAN.